gốc này là phải trên 3 năm mới có được gốc bự như thế, và một cây gốc bự như thế này nó phải chẹt ít nhất là 4 tới 6 cây gốc nhỏ xung quanh. Thế nên bà con thấy thường là gốc bự nó sẽ có cái ngân sách về. Bây giờ là tới mùa sầu riêng nha bà con nha. Chào mừng quý bà con chúng ta quay trở lại những video tiếp theo của siêu thị cây giống Willow Farm. Hồi nãy là Quanh vừa quay cho quý bà con chúng ta xem một cái lô sầu riêng vô bịch thôi, và Quanh cũng hứa hẹn quý bà con chúng ta là sẽ quay cho quý bà con chúng ta cái lô sầu riêng ri 6 vô chậu. Tại bà con hay thấy là Mosakin thì Quanh cũng chia làm hai loại, một loại vô bịch, một loại vô chậu. Thì bây giờ Quanh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta một cái lô sầu riêng ri 6 rất là đẹp, và hàng này gốc bự quá là Quanh phải vô chậu, do khi mà bứng cái cục đất lên bà con, cái cục đất nó rất là to và rất là nặng luôn. Cái cục cái cây này mà xách 4 cây là xách không nổi hả chú? Cái này xách 2 cây ha. Cái này không có vừa tay mà lại còn quá trời nặng nữa. Đây là sầu riêng ri 6 gốc bự nè bà con nè. Gốc bự mà cây nó phát triển ngùn ngụt luôn nha, chứ không phải gốc bự mà cây nó yếu nha bà con nha. Đây, ri 6 gốc bự, bà con thấy cái tược nó ngùn ngụt luôn nè. Cái đọt đó nè bà con nè. Đó, cái đọt đó bà con thấy đọt nào đọt đấy nó đều nhau hết, chứ không phải đọt nào mập thì quanh quay đâu. Và cái bo của nó bà con thấy hàng mới mọc cơi mà nó chia cái tàn nè, quá sức là đều luôn. Đều dữ lắm, đều luôn nè. Đây nữa nè. Đó, bà con thấy ha, rất là đẹp luôn nha. Để quanh zoom lại gần cho bà con chúng ta xem. Và gốc nè bà con xem, cái gốc nó già nè, gốc theo đủ chuẩn xuất khẩu là 3 năm trở lên mới bứng. Bà con thấy cái da bắt đầu nó răng đây. Răng này không phải là răng bị xìm nứt thân. Răng này là răng gọi là răng của biểu hiện lớn, răng của biểu hiện tốt nha bà con nha. Nó giống như là mẹ mà sinh con vậy đó, là khi mà mang bầu, là khi mà con bắt đầu những tháng cuối cùng bắt đầu có hiện tượng là răng da. Đó, răng da ra thì nó giống như vậy đó bà con. Thì đây bà con sẽ thêm cái lõi chính giữa ha, bà con thấy nó nhỏ xíu luôn nè. À, và cái da nó rất là dày, cái da nó cực kỳ dày luôn. Đây ạ, à, da nó rất là dày để khi mà nó vận chuyển chất dinh dưỡng rất là tốt. Và bà con xem cái chậu này anh đón cỡ mấy ký anh? 7 ký không? Cái này 7 ký hả chú? Trời ơi, bởi vậy cây cục tạ quanh ginh một ngày có 2 ký à, tay 1 ký. Còn này 7 ký quanh đuối hàng luôn. Nhưng mà cái cây này rất là to, rất là phù hợp với những quý bà con nào ở miền Tây mà thích trồng cây to mà cây tốt nha. Bà con hay nói là cây to không tốt, nhưng mà Quanh cũng xin phép đính chính lại, cây to mà chúng ta bứng mà cục đất nó nhỏ thì không tốt thiệt, nhưng mà bứng cục đất to giống như Hoàng Anh hay làm thì bà con chúng ta thấy cây nó phát triển rất là mạnh, rất là bự luôn. Đây, cái lô này thì Quanh có tầm khoảng là 1.000 gốc thôi. Quanh bứng lên 10.000 gốc mà chỉ có được khoảng 1.000 gốc là gốc từ 2,5 phân ăn lên thôi. Sáng nay có nói chuyện với bé Dân, bé Dân Anh chúc mừng em là em mới tậu thêm được một cái miếng đất của gia đình rất là đẹp luôn. Và khi mà chị thấy như vậy rất là mừng cho em, và em thì cũng biết lựa chọn sầu riêng rất là kỹ. Và lần nào bé Dân Anh mua thì bên Quanh đều rất là vinh dự được cung cấp sầu riêng giống cho gia đình em. Đây bà con thấy cái cây gốc nè, cục đất mà con thấy cục đất nó bự chà bá luôn mà. Đất rất là bự nên thành ra cái chậu này nó bự, nó nặng là do đất, cục đất bứng lên nó nặng chứ không phải là do xưa dừa nặng đâu bà con. Đó, rồi cái đọt của nó nè bà con nghe. Đây sầu riêng ri 6 hàng một cơ mà nó búng ra như vậy luôn đó bà con nè. Đây nữa nè. Đó, nó búng ra cái lá nó rất là xanh, mà xanh màu xanh mỡ gà chứ không phải xanh lè xanh lét nha bà con nha. Tại vì đi là đi phân hữu cơ. Gốc này là phải trên 3 năm mới có được gốc bự như thế, và một cây gốc bự như thế này nó phải chẹt ít nhất là 4 tới 6 cây gốc nhỏ xung quanh. Thế nên bà con thấy thường là gốc bự nó sẽ có cái ngân sách về cây giống nó sẽ nhiều hơn so với gốc nhỏ. Tuy nhiên, đó, nếu với bà con chúng ta mà lấy được cái lô gốc bự mà đúng cái hàng của siêu thị cây giống Willow Farm làm thì bà con đem về bà con thấy nó phát triển rất là nhanh. Và nếu với bà con chúng ta thấy nó phát triển không nhanh thì có thể alo Hoàng Anh để Hoàng Anh chia sẻ với bà con chúng ta nhiều hơn. Cái này là không phải là dấu của cắt tay đâu, cắt tay không nổi đâu. Mấy cây sầu riêng này phải cắt mái và phải cắt xoay đầu á, xoay hai lần á, chứ không phải là cắt một lần là được. Tại vì cái thớt gỗ của nó quá chi là già. Đây nè, cái thớt gỗ của nó già dữ lắm, già nè bà con nè. Đó, bà con thấy cây nó ngùng ngụn lên luôn không ạ? Cái đọt khi bà con chúng ta lựa sầu riêng á, bà con chúng ta phải thấy là cái sầu riêng cái đọt nó phải phát triển mạnh như vậy. Còn cái thớt gỗ của nó phải rất là già,
Rồi cái nữa là cái da của nó là phải rất là dày nhá. Như vậy thì cây sầu riêng nó mới là tốt được. Lựa mấy cây phát triển mạnh trước giao cho quý bà con, còn những cây còn lại là sẽ từ từ giao cho quý bà con chúng ta. Đây, cái xe hàng của siêu thị cây giống Willow Farm đây bà con. Đầy xe chưa anh? Đủ đơn nha. 100 cây rồi hả chú? Đây bà con thấy mít tu nữ ha. Mít tu nữ, rồi sầu riêng ri 6 thì nằm ở bên trong hàng gốc bự nè. Đó bà con thấy hàng gốc bự nằm ở bên trong. Mít tu nữ nè, đó. Mít tu nữ hàng gốc đẹp để chia sẻ với bà con của chúng ta nha. Nè, gốc nè. Gốc bự thùng đường, giá nó sẽ có cao hơn so với hàng bịch chút xíu, nhưng mà con chúng ta vẫn có được những cái giá trị rất là tuyệt vời. Chúng ta tiết kiệm chi phí nè, tiết kiệm nhân công nè, tiết kiệm thời gian nè, nhanh cho trái nè, đặc biệt là cây sẽ đạt năng suất rất là cao. Tại vì ngay từ hồi nhỏ anh đã chăm cho những cái bo này á, là nó lực, nó mạnh. Bà con để ý đi, bà con ra ngoài bà con sẽ thấy là những cái bo nè của nhà siêu thị cây giống Willow Farm khi làm sầu riêng ri 6 hoặc sầu riêng Musakin và sầu riêng Thái là tập trung nuôi cho cái bo này nó cứng cáp, nó mạnh, chứ không có tập trung nuôi cho cái lá nó bự. Tại vì sao? Cái xuống môi trường là tự nhiên có nắng gió đồ đầy đủ là lá nó tự bự. Còn khi mà trong hàng cây giống thì quên sẽ tập trung phát triển bộ rễ cám của cây, lấy những cái gốc khỏe mạnh nhất. Rồi tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là cho những cái đọ, những cái bo này nó cứng, những cái bo này nó phải cứng cáp, nó cứng, nó đứng nè, rồi chi tàn rồi chia cho nó đều, và cái đọt nó phải ngung ngút lên như thế này để khi mà xuống dưới đất cái nó bắt đầu nó tiếp tục cái sự kiện hành trình chuỗi của nó trong khi làm cây giống, nó tiếp tục nó búng cái đọt lên. Và như vậy thì năng suất sẽ rất là cao nhé bà con nhé. Tại vì nửa chính cái bo này nó sẽ trở thành cái thân chính của cây sầu riêng của chúng ta. Nên khi bà con chúng ta lựa cây sầu riêng ri 6, chúng ta hỏi quanh là trồng gốc lớn gốc nhỏ quanh ơi. Dạ, tùy theo cái sở thích của mọi người. Và anh chị nào, cô bác nào biết trồng thì chúng ta thích trồng gốc lớn. Còn cái gốc vừa nhỏ, nếu chúng ta không có tiền nhiều, ngân sách chúng ta hạn chế, chúng ta có nhiều thì chúng ta phải chi, thì chúng ta có thể trồng gốc nhỏ hơn này xíu xíu cũng được, giống như cái lô hồi nãy quanh quay á, thì cũng ok. Từ 1/6 ăn lên là quanh đã thấy tuyệt vời. Và khi chúng ta trồng thì nên trồng sầu riêng ri 6 gốc 2 năm ăn lên nha bà con nha. Còn nhà của siêu thị cây giống Willow Farm làm theo tiêu chuẩn xuất khẩu nên cái gốc nó cũng phải từ 3 năm ăn lên mới đạt được những cái cây rất là cứng cáp và mang một cái vẻ xù xì như thế này. Cái xù xì này giống như là một cái đứa trẻ, giống như quanh hồi xưa khi mà quanh đi đi học á, là mẹ quanh á là cho quanh lên Sài Gòn là đưa lên có một lần thôi rồi cho quanh tự bươn tự chải trên đó, thì tức là nó có được một cái sự trải nghiệm, tự trải nghiệm. Thấy có một cái sự tự trải nghiệm, quanh rất là cảm ơn mẹ quanh với cha quanh luôn. Nhiều khi ông bà đi xe đò không được rồi á, là không có lên để thăm quanh chỉ về thôi. Nhưng mà được cái là quanh có những sự trải nghiệm và quanh lớn lên từ việc từ những cái trải nghiệm đó, và quanh biết được cái giá trị trong cuộc sống của mình là gì, mình nên trao những cái giá trị gì cho cộng đồng, chứ không phải đơn giản tới bây giờ mình làm là vì lợi nhuận nhé bà con nhé. Năm nay 34 tuổi rồi, đâu có còn phải làm vì lợi nhuận nữa bà con, cũng đã trải nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống rồi. Nên những cái mà quanh chia sẻ với bà con chúng ta là những cái rất là thú vị cũng như rất là tận tâm. Quanh cũng tin là từ trái tim sẽ đến được trái tim. Thế nên nếu quý bà con chúng ta có nhu cầu trồng sầu riêng ri 6 mà hàng đẹp, chất lượng cao cũng như hỗ trợ quá trình kỹ thuật chăm sóc, thì bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình giúp dùng Hoàng Anh nha, để Hoàng Anh có cơ hội được hỗ trợ và phụng sự quý bà con chúng ta nhiều hơn. Còn bây giờ Hoàng Anh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Sầu riêng ri 6 cái lô này quá chi là mở màn, quá chi là đẹp nha bà con nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.